Nói trước bước không qua là một câu nói mà gần như người Việt nào cũng đã từng nghe qua. Chắc có lẽ vào thời điểm xem video này, bạn cũng đã từng có một vài trải nghiệm không mấy vui vẻ với những dự định hay là mục tiêu của mình rồi đúng không? Đầu năm thì đăng lên Facebook bảo rằng tôi sẽ có một cơ thể săn chắc vào mùa hè. Nhưng mà 6 tháng sau nhìn lại thì vẫn chưa lên được tí cơ nào. Hay là bỏ tiền ra đăng ký một khóa học online nào đó, chụp màn hình khoe với cái đứa bạn, bảo rằng tao sẽ học cái course này để làm việc A, việc B, việc C, nhưng quay đi quẩn lại thì mãi vẫn chưa học xong. Tại sao chúng ta lại thường thất bại với những dự định của mình? Làm thế nào để đạt được những mục tiêu bạn đã đề ra? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ tác giả Nicholas Cole trên Quora về chủ đề thói quen của người thành công, được dịch bởi tác giả Việt Anh Trần trên Spyroom nhé. Chúng mình có để bản gốc của bài viết ở dưới phần mô tả. Mình là Pink Dot và chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngay thôi nào. Điền nguyện vọng khối ngành gì, chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp người cho một nghề mang đến nội dung và giáo diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Tôi là một kẻ ám ảnh. Tôi thường thức giấc theo cùng một cách và bằng cùng một động tác kéo tấm chăn đang giữ ấm bản thân. Đứng dậy, bước chân phải rồi tới chân trái về theo hướng nhà tắm. Khi đánh răng, tôi bắt đầu từ hàm trên bên phải, sau đó di chuyển lên xuống từng chiếc trước khi kết thúc ở hàm trên bên trái. Quá trình này được lặp lại với hàm dưới, nhưng lần này là từ trái sang. Tắm cũng như vậy, tôi luôn sử dụng bánh xà phòng theo một quy trình nhất định. 3 lần chà lên chà xuống với tay trái, 3 lần tương tự với tay phải. 3 vòng tròn trước ngực, 3 vòng phía dưới, cứ thế. Sau khi tắm thì tôi luôn luôn lau người bằng một chiếc khăn khô, lần lượt được sử dụng cho đầu, tay phải, tay trái, nách phải, trước khi được tôi nắm hai góc, vòng ra phía sau để lau khô vùng lưng bằng những động tác gần như là tạo đủ ma sát tới bốc cháy. Và cuối cùng thì kết thúc ở hai chân. Xong xuôi tất cả, nghi thức ăn mặc của tôi mới chính thức bắt đầu. Từ khi còn trẻ, tôi đã từng có thói quen chạm khớp ngón tay của mình vào tất cả các góc cạnh của mọi quầy hàng, mọi bức tường, mọi chiếc bàn, chiếc ghế hay bất cứ bề mặt phẳng nào. Cảm giác đến từ những hành động đó khiến cho tôi cảm thấy yên tâm và được đảm bảo. Tôi e rằng con trai bà mắc chứng ADHD, rối loạn thiếu khả năng chú ý, đi kèm với một vài biểu hiện của OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đây là những gì mà hàng loạt bác sĩ thông báo với mẹ tôi khi tôi mới chỉ là một thiếu niên. Đó là quan điểm của các bác sĩ, còn tôi đơn giản là chỉ cảm thấy khó có thể hòa nhập, vì đối với tôi, thế giới này không hề có tổ chức như chúng ta vẫn thường nghĩ. Chúng ta đặt ra mục tiêu trước khi hiểu rõ cam kết của bản thân cho mục tiêu đó. Chúng ta hình dung bản thân làm một công việc mới mà không thể tìm hiểu con đường dẫn tới nó. Chúng ta nói về những sự thay đổi để cải thiện bản thân, trong khi chẳng mảy may cân nhắc tới những trở ngại có thể gây cản trở những thay đổi này thành sự thật. Chúng ta hứa trước khi hiểu rõ bản thân có thể cam kết những điều gì. Chúng ta mơ tưởng đến việc trở thành siêu sao bóng rổ trong tương lai, nhưng chẳng tự buồn hỏi liệu mình có thực sự biết ném một quả bóng cho đúng cách. Thế giới này vốn đầy rẫy những hỗn loạn có tổ chức như thế. Chúng ta thường ghét nói về những thói quen của mình vì có lẽ chúng quá khó để nói ra. Bởi lẽ, người khác sẽ biết rõ ràng bạn chẳng hề bận rộn như bạn nói, chẳng có kỷ luật như là bạn lầm tưởng. Họ cũng sẽ biết bạn lãng phí thời gian, rất nhiều thời gian. Còn bạn thì nhận ra bản thân mình chẳng biết mình muốn điều gì. Bạn phải vật lộn để thực hiện được những cam kết của bản thân. Bạn thiếu kiên trì, cũng chẳng có động lực, để rồi tự khiến bản thân sao nhãng vì lo sợ thất bại. Tóm lại, bạn thực chất không hề muốn những gì bản thân tự tuyên bố hết sức khao khát. Một vài người trong số chúng ta đang sống và tự lừa dối chính mình. Trớ trêu là, khi nhắc tới những thành tựu hay dự định, bạn cũng sẽ vẫn say mê giống như bất kỳ ai. Ông biết tôi muốn làm gì không? À biết tôi sẽ làm gì không chứ? Tôi sẽ thành lập một công ty ông ạ. Một công ty thành công, có lẽ cũng không cần phải lớn lắm, vì ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra. Biết đâu tôi lại muốn sống quãng đời còn lại ở một vùng biển nào đó, kiếm đủ tiền để tự lo cho bản thân thôi thì sao? Tôi cũng chưa nghĩ kỹ lắm, nhưng đó cũng chỉ là một lựa chọn thú vị. Ừ, tôi sẽ thành lập công ty đấy, nhưng có lẽ sẽ phải đợi thêm, vì giờ đang có nhiều thứ phải lo quá. Chưa kể lỡ mà công ty của tôi phát triển nhanh quá,
tôi không muốn phải đối mặt với nhiều áp lực quá sớm ông ạ. Thành công kiểu đó thay đổi con người như chơi ấy, tôi biết lắm. Thế nên tôi chưa muốn đầu tư quá sâu vào đó đâu. Quá nhiều thứ phải giải quyết, quá nhiều trách nhiệm đi cùng với thành công. Có lẽ hiện tại thì cứ đặt một mục tiêu nhỏ trước ông ạ. Có khi tôi sẽ viết một cuốn sách. Bạn thấy bản thân mình ở đâu đó trong cuộc hội thoại vừa rồi đúng không? Chúng ta thường nghĩ rằng mình có thể đạt được điều gì, nhưng lại hiếm khi hỏi những câu hỏi kiểu như tôi nên xây dựng thói quen nào để có thể giúp tôi đạt được điều tôi muốn. Mọi mục tiêu, thành tựu, phần thưởng, mọi lời ca ngợi hay mọi sản phẩm dự án hoàn thành đều cần một yếu tố mang tên thời gian. Vậy nên, trước khi đặt ra một mục tiêu bất kỳ, tôi luôn tự hỏi bản thân 3 điều. Đầu tiên, tôi cần bao nhiêu thời gian mỗi ngày để có thể hoàn thiện tốt nhất trong khả năng của bản thân mục tiêu này. Thứ hai, tôi còn bao nhiêu thời gian trống để có thể dành cho mục tiêu đó. Lượng thời gian này liệu có bằng thời gian cần thiết để hoàn thành tốt nhất trong khả năng hay không? Thứ ba, nếu không có đủ thời gian cần thiết, liệu tôi có sẵn sàng thay đổi kế hoạch của bản thân để có thể đầu tư thêm được thời gian cho mục tiêu mình muốn theo đuổi? Khi còn là một thiếu niên, tôi đã từng mong muốn trở thành một game thủ World of Warcraft chuyên nghiệp. Và tiếp theo là những điều tôi nghĩ đến khi nói về mục tiêu của mình. Thứ nhất, mục tiêu này cần ít nhất 3 tiếng luyện tập World of Warcraft ở mức độ cạnh tranh mỗi ngày. 4 tiếng trên ngày thì sẽ tốt hơn. Thứ hai, là một học sinh cấp 3, tôi phải đi học từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Từ 3 giờ 30 cho đến 4 giờ 30 là thời gian học đàn. Từ 6 giờ cho đến 6 giờ 30 dành cho bữa tối cùng gia đình. 7 giờ đến 9 giờ là lúc quây quần tất cả anh em trong nhà cùng làm bài tập. 10 giờ là lúc đi ngủ. Vì không sắp xếp đủ thời gian cần thiết từ thời gian biểu hàng ngày của bản thân, tôi phải tự hỏi, mình có sẵn sàng điều chỉnh cách đầu tư thời gian hiện tại để theo đuổi mục tiêu này? Và câu trả lời là có. Và tôi lựa chọn cắt bỏ giấc ngủ. Mọi đêm tôi đều giả vờ đi ngủ lúc 10 giờ, chỉ để lén lút quay trở lại trò chơi trên máy tính từ 10 giờ 30 cho đến 3 giờ sáng hôm sau. Vậy là ở 17 tuổi, tôi đã trở thành một trong những game thủ World of Warcraft có hạng cao nhất khu vực Bắc Mỹ. Với tôi, đó chính là công thức bí mật để đạt được thành công. Áp dụng công thức này, tôi đã đầu tiên, trở thành một trong những game thủ World of Warcraft có thứ hạng cao nhất trong năm 2007, đồng thời sở hữu một trong những blog game nổi tiếng nhất đời đầu ở trên Internet. Thứ hai, từ một thiếu niên gầy gò ốm yếu, trở thành một vận động viên và người mẫu thể hình. Thứ ba, nằm trong top 30 các tác giả trên Quora với trên 20 triệu views, đồng thời có nhiều câu trả lời được đăng lại trên Times, Forbes, Fortune, Huffington Post, Business Insider, Apple News, The Chicago Tribune, vân vân. 4. Trở thành một tác giả và cây viết dạo có mức thu nhập 6 chữ số, trở thành công ty Digital Press chuyên cung cấp dịch vụ viết cho các CEO, doanh nhân và giám đốc cấp cao. Vậy nên tất cả những gì bạn cần phải hỏi bản thân là: đầu tiên là thói quen, tôi có thể lặp lại ngày này qua ngày khác. Nếu muốn trở thành một nhà văn, bạn sẽ phải làm gì để có thể viết 2 tiếng mỗi ngày? Nếu không thể trả lời câu hỏi đó, thì tôi nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được kỳ vọng của mình đâu. Nếu muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công, điều gì sẽ khiến cho bạn bỏ thời gian nghiền ngẫm và làm việc cho ý tưởng startup của mình 3 tiếng mỗi ngày? Không trả lời được câu hỏi trên, thì bạn đừng mơ mà trở thành một nhà sáng lập tài ba. Nếu muốn trở thành một vận động viên thể hình, bạn sẽ phải dành ra 2 tiếng mỗi ngày để đi gym và cứ mỗi 2,5 tiếng lại ăn một bữa để cung cấp đủ chất dinh dưỡng không? Một lần nữa, nếu mà không trả lời được câu hỏi này, bạn sẽ không bao giờ có cửa để trở thành một bodybuilder đâu. Chúng ta đều rất thích nói, nhưng hãy dừng nói về những thứ bạn sẽ đạt được. Chính vì vậy, điều tôi muốn biết là bạn sẽ dành thời gian cho mục tiêu của mình như thế nào trong một tuần, một tháng, một năm sắp tới, chứ không phải là riêng hôm nay. Và nếu bạn đến trước mặt tôi và nói rằng mình sẽ có 6 múi trong vòng 3 tháng sắp tới, thì tôi rất muốn biết bạn sẽ tập luyện hàng ngày như thế nào. Đừng cho tôi những câu trả lời kiểu như là ừ, tôi sẽ tập, ok chứ. Thay vào đó, bạn hãy cho tôi biết bạn sẽ tập vào lúc nào và bao lâu. Chính xác thì khi nào bạn sẽ ngồi xuống tập luyện và khi nào thì sẽ đứng lên. Bạn sẽ đảm bảo lịch trình đó mỗi ngày như thế nào. Bạn có thể thấy tôi là một kẻ ám ảnh. Ừ thì đúng như tôi đã giới thiệu mà. Trên đây là bài viết vì sao nhiều dự định của bạn sẽ mãi chỉ là những dự định của tác giả Việt Anh Trần đăng tải trên website spyroom.com. Chắc khi xem đến đây, bạn đã hiểu rằng ngày xưa tại sao các cụ lại hay bảo
nói trước bước hôm qua rồi đúng không? Chúc các bạn sẽ luôn tập trung hoàn thành những thói quen mỗi ngày để đạt được những gì bản thân đề ra. Nếu thích video này, hãy để lại một like, share và subscribe cho chúng mình nhé. Mình là Pink Dot, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. See ya!